Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay về vườn lại xem một loạt cây, một bộ sưu tập ông Thọ mới sưu tầm. Bây giờ nhân tiện cái festival này vừa bán được một số cây nhưng mà lại cũng mua được rất nhiều cây. Hôm nay về đây thì những cái cây này mới được bán một cây mua 4 cây. Cây mua nhiều nhất thì vẫn để ở bên vườn bên kia không nhỉ? Mang lên đấy rồi. À lên trần nhỉ? Đêm qua cẩu lên tầng rồi. À đêm qua đã cẩu lên lên tầng rồi đấy. Cái cây này là ông mua là của ai không nhỉ? Ông Thọ mua của ai không nhỉ? Anh gài cái của ai nhỉ? Trên Vĩnh Kim. Bây giờ là đang làm gì đây anh Hoàn? Thì đang để cấy thêm cái chân bệ vì là nước của thằng Thăng hay gì nhỉ? Thăng. Yeah. Ngày xưa là ký, bây giờ so với cây nó to mà cái bệ nó lại bị bé quá. Tất cả cái bệ ngày xưa làm nó đơn giản thế này đúng không? Đấy, bác Thăng được cây. Thăng mến. À mua mình Thăng mến á. Đấy thì bác bảo làm cái chân thêm sửa lại cái này thì phải làm lại thêm cái đế, những cái đá đấy nào không ấy thì có thể xưa vào để nó lụt nữa cho nó nhìn đẹp cây hơn. Thế bây giờ cái này thì hướng đến định xử lý như thế nào? Đây bác Hòa nó sẽ làm lại cái bệ, qua là định đổ bệ luôn cát này làm cốt này xong rồi đổ luôn. Vâng. Nhưng mà bác bảo thôi cứ bỏ cây ra đổ bệ nhất và không thì lại mới làm bệ. Thì nay anh đổ bệ rồi để hai ba hôm đổ bệ kia đúng không? Đúng rồi, hai ba hôm. Nhưng mà cái kia không phải là cái cách thông thường anh vẫn làm đúng không? Đúng rồi, không phải cách đấy vì anh làm nó liền thì nó liên kết luôn. Bác Thọ nó lại thích thế rồi. Nhưng bác Thọ muốn riêng. Nhưng cái này phải cắt bỏ hết đi nó ra sẽ mới nó mới khỏe. Xong làm rất để không, làm trực không, không thể để lại xử lý được nó theo cái bệ đúng không? Theo cái rễ chuẩn dễ. Hơn thì nó sẽ chuẩn hơn. Chuẩn hơn là theo cái ý của mình theo cây. Như kia làm bệ thì xong lại phải nhấc vào thì nhiều cái bệ thì nó lại không theo ý mình lắm. Anh cũng đo rồi nhưng mà nó chính xác thì nó không được chính xác lắm. Đây chưa có cái rễ này anh nhỉ, cắt đi. Tại trước là nó cắt nó kiểu này thối tới đấy phải đục làm xong đục lại nó khỏe nó dinh dưỡng nó không lên đấy này không kéo lên đây. Là đoạn đấy coi như là dễ nó tự hoại, bây giờ phải đục tụt đục đi xong cái này phải đục lại cuối keo nó thô. Cái xanh quê thực ra là người ta nó rẻ đâu, người ta không để ý đến, người ta không chăm chút nó như làm viền cho nên nó mới có cơ hội mua được lại kia. Ô ngày xưa nó nhiều rễ lắm mà cả bên này nữa này anh ông nhỉ? Nhiều lắm. Cái bên này đầy rễ chống xuống cắt đi. Đấy cắt đi nhiều rồi đấy. Đây rễ này chống. Một thời là thích là không thích rễ chống. Nhưng thực ra xanh quê nó không phá nó. Rễ để cứ để rễ chống đẹp. Nó phải có ít rễ chống dáng làng rồi có ít rễ chống nó cả. Nhưng mà cái cây này nó cũng là cái cây đặc biệt đấy nhỉ, cột kèo kỳ dị đấy. Ui là đẹp đi. Càng nhìn càng cái thế hay. Đây là những cây xanh quê mà nó có dữ liệu sẵn này rồi nó hiếm lắm, ít lắm. Dữ liệu nó cùn như thế này rồi. Nằm thẳng lên như tình nhỉ. Dạ. Vàng hết lên. Chuyện này thì đang vàng. Coi như là chuẩn bị anh Hoàn xử lý lại cái hệ thống bệ đá. Xử lý lại hết đúng không? Những cái viên đá ngày xưa cài là nó cũng lung tung. Theo cái cách cũ là cái này tự nhiên nó chả nó ôm nhọc nhẹ thì nó nhọc sắc quá đúng rồi, nó sắc quá thì bây giờ gỡ ra cái này phải gỡ ghe đi cho nó lộ cái dễ ra, một là có những cái phải gõ đi nhưng còn xong lại phải chỉnh lại đá, có thể đưa viên khác để cho nó ăn nhịp với cây nhìn và cho nó viên là xấu thì bỏ. Có khi nào mà thợ làm đá mà đục hết đá đi không? Cũng có cây bị đục hết khó. Nhưng mà xong lại không cài cái viên nào nữa cơ. Chưa cài đi, đục đi lại phải cài lại. Không, bây giờ phải làm một cái bệ, làm một cái cây nào mà
thợ làm đá mà không có những cây đục đi đẹp hơn, đẹp lắm, những cái rễ ở trong nó mắc đá nó có những đường rất đẹp đấy, không không nên đưa đá vào đục ra thấy nó đẹp. Nhưng mà em chưa thấy anh coi như là làm một cái cây nào mà người ta có toàn đá xong anh đập ra cái bảo thôi thế này đẹp rồi, không cần cài đá nữa. Chúng ta sẽ cùng ông Thọ với quên ông Tình với cả anh Hoàn đi xem nốt mấy cây cũng vừa mới mang về ở phía bên kia, nhân tiện lướt qua đây xem cây này của ông Tình rậm tùm. Rồi tới đây mấy bóng vàng sẽ rất đẹp. Ông Tình nó heo ngoài là mình sẽ chăm sóc suốt ngày, suốt ngày mãi được. Cây này tốt bây giờ xanh đen. Xanh đen không để kia hoại không lên. Vâng, để đấy nó đây nó thiếu chất khác hẳn luôn. Sao lại bên kia là nắng gió tốt mà lại thiếu chất? Không phải trước là để trên cái hòn đá nó ấy quá, không đủ chất cho nó, không đủ. Từ rồi phải làm lại cái bệ đá. Thôi cái cây này ở đâu ra đấy hả ông? Cây của ông Thọ mới mua đấy, không triển lãm đấy. À, ông Thọ mới mua, giờ này ông Thọ mua ở festival nhiều nhỉ? Ôi, đời này ông Thọ mua nhiều mà. Ông Thọ lại mua rất nhiều, ủng hộ cho anh em. Thực ra cứ bán lại mua cho nó vui chứ bác có phải là vì tiền đâu, là kiếm tiền vì đâu. Tiền đâu, khoái làm. Khoái làm, khoái nghịch, khoái gọi như là cái mới, thích cái được. Cảm xúc. Ủa, cái cây này của ông làm quả vũ bệ mà toàn dễ rêu này đẹp thế nhỉ? Nhanh. Ủa, cái này nhanh lắm, đấy. Sạch sẽ nhìn trông rất sang thế. Quá là cạo ráo sạch đây, sẽ. Sang năm mà cứ đổ đầy nước và đi chơi cả tháng được. Như một con gấu. Không phải chăm sóc này, gì cả. Ngày xưa ký như này là thành công. Đấy, màu đá với mộc cây nó lẫn lộn rồi đấy. Quậy. Màu này với mộc đá giống nhau rồi. Cây này về da có thể khác thì không nhìn nó. Liệu cái cây này nó có phải từ trong Việt Nam không? Không, cây này là cây Bắc. Cây Bắc xịn luôn, vẫn ở Bắc xịn luôn này. Chứ không phải là ở trong ở trong kia thì không có đá này. Đá này không phải đá thấm thủy đâu, đá này đá cứng đấy. Đá này đá màu vàng đấy, nhưng mà rất chắc. Lẫn màu nhỉ. Ừ, kinh là quả bệ màu dễ màu đá quậy. Nhìn cái cây này. Hùng rất hùng vĩ. Đẹp như thế này. Đấy, nét thời gian. Bò như thế. Bò. Bết bát. Bết bệt. Bò chặt. Đồ. Trong các cái khe này nhìn nó cũng đẹp. Hay là có phải là do thời gian này là mình cứ xem nhiều những cái cây bệt dễ nên bây giờ nó thành quen mắt hay sao nhỉ? Nghi lắm. Không phải. Nuôi được bệt có đơn giản nữa. À, không đơn giản thế nào. Quay cái cây mà nhìn cái rất cảm xúc. Đấy, cây ông Tình này. Lên đẹp quá. Rồi. Những cái rễ của cái cây khang điên bình địa này bây giờ ổn khỏe chưa? Ổn chưa, ông đã cho mở ra xem được chưa? À, đây xuống rễ đây, đây nhiều. Xuống nhiều. À, cây này khỏe. Cây khỏe rồi. Đây đang là để dành đã. 10 tác phẩm rồi. À, một dãy này 10 tác phẩm. 10 tác phẩm xanh quê. Ông sưu tầm toàn xanh quê nhỉ? Ừ. Đấy. Đấy là cái sổ hưu ấy. Sổ hưu à? Sổ hưu của ông. Cái này mới phối lại nhỉ, đẹp quá phối nhỉ. Phối lại. Lại phối lại rồi. Đẹp không? Thay cái bức tượng đây thành thay bức tượng, cái lầu. Thay cái lầu đẹp không? Đấy. Đẹp chưa? Úi giời, lại thay đổi kiến trúc rồi. Yeah. Tác phẩm này trong một thời gian ngắn nhưng mà lột xác liên tục. Mấy lần thay thay áo. Mấy lần nữa như là lột. Lấy lần này chắc là nó ưng ý rồi. À. Bao giờ phần dưới này mà nó phải phải. Phần dưới này mà nó được như trên này hết nhỉ. Ui phải à. Quá đấy. Đẹp. Bây giờ vừa rồi mình đi ra festival ấy mà mình nhìn thấy có cái cây xanh quê nào nhiều như này đâu. Nói là ôi cái cây này mới mai kia là tôi làm lốp cái bộ rong nữa này thì phê lắm. Tay nó to xoát nổi nhá.
khi nhìn phần trên ra răm nuôi là đẹp thôi. Bây giờ đang mình nuôi cho nên chưa đụng đến răm. Mình đang nuôi dễ đâu mà chưa đụng chạm đến răm. Sau này quá đặc biệt. Những cái này nó có độ biến cao. Cái này sẽ biến cao mà bây giờ nuôi đến tầm này bắt đầu tem nó giữ đẹp. Ui, nhìn cái chỗ này nhìn trông ác thật. Một bộ sưu tập. Đây, cũng mới đấy. Ngoằng 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 ngoằng. Vừa lấy Estiban đây. Ba cây cổ. Trước đây không ai thì trò đang ngồi như ngoái làm xong rồi. Đang sửa lại. Cái này là ông Tình mua hả? Ừ. Tình mua. Đang ngồi. Mai tô son thêm một tí nữa. Vâng, đục bớt một vài viên đá. Những cái màu nhỏ nhỏ. Vâng, vâng. Xỉ chiếc ở chỗ này. Rồi. Cổ. Cổ kính nhỉ. Cổ kính. Tức là cho xỉ vào để cho nó cảm giác nó tức là cái không, cái vốn dĩ cái này ngày xưa nó cũng đã có xỉ rồi. À. Nó đã xỉ rồi nhưng mà ít. Về cho thêm vào cho nó chắc thêm. Bây giờ dựng như này nó thành ra cái nét thành vách đúng không? Ừ. Thành vách. Nó chảy như dưới này như thác. Và dễ nó. Dưới này cũng cổ. Cái cổ này cổ. Đấy, cái bộ răm tàn nó này. Mình nuôi sao được, cái này là phải được thừa hưởng từ trước. Và trắng ở tận tầm cảnh. Các cụ để lại cho. Cái này là thực ra là không ai nói là rõ ráo nói là tôi nuôi được, tôi trồng được cái cây này. Đây là nó là được thừa hưởng từ thế hệ trước. Vâng. Đến mấy giờ cũng tuổi cây nó chỉ 45 chục năm thôi nhưng mà cái này nó 100 năm rồi. Cái này chị chỉ cài thêm xỉ này các thứ thôi gì anh Hoàng? Chỉ có cài thêm một ít thôi. Đi bỏ viên này như xong thôi. Thì là viên này nó có cái dễ cũng đây là cái viên này nó chặn cái chỗ kia như thế. Làm lại co kéo lại bông tán là chơi thôi. Tỉnh này dễ. Ông Tình đang vặn nốt đây. Đây, đang làm lại. Mà anh em nó vặn thì là từ dáng giờ xong rồi, ông vặn vừa vặn vừa uống nước. Vừa vặn vừa tiếp khách. Tiếp khách. Có anh Tây đến thì cũng muốn nói chuyện lắm mà không hiểu. Ông Tây ông đến ông cứ không hỏi cái này giá bao nhiêu tiền. Cái này mới làm chưa bán nhưng hỏi cái kia bảo. Thì ông này bảo 30 triệu với cây mộc kia. Thế ông nói tiếng Việt hỏi bao tiền này? Ông nói được tiếng Việt luôn. Thế là ông nói tiếng Tây. Mình thì cứ trả lời tiếng Việt. Đây ông Thọ, đây ông Thọ. Cái này của ông Thọ. Cái này là mua ở Quảng Ngãi sao ông nhỉ hay đâu? Đâu? Cũng vừa mới lấy đấy. Anh em ở Thanh Hóa nhỉ? Không, đúng rồi, cũng vừa lấy ở Festival đấy. Festival đấy, nhưng mà của anh em Thanh Hóa. Của anh em Thanh Hóa. Thế cái này có định xử lý gì không anh Hòa? Đây, mai ông Thành ông lên xử lý lại. À, cái này thì giao cho anh Thành. Cây này, nó, cái đá này lại phải gặp ông Thành cơ. Đúng rồi, mỗi người một việc. Mỗi người một sở trường. À. Thì cái ở đây hai anh em này là cũng bảo được nhau. Chứ không là nó lại bẻ bớt cành đi thì chết. Thế là cái này không cần. Ông Hoàn lại sang bẻ cành của ông Thành, ông Thành sang bẻ cành của ông Hoàn đâu đâu. Chết rồi à? Ở đây bảo được nhau. Cái này thì bỏ cái cành này đi cũng được. Cho nó bỏ làm được. Đúng không? Vâng. Cứ tận dụng không dám như. Mình làm của mình cái nào không hợp lý mình phật luôn. Đây là tận dụng. Đây thì các cháu nó làm nó không dám cắt, nó phải tận dụng hết. Đây là vẽ ngày hôm qua đấy không? Đấy. Xong luôn thành bông quả phúc của đầy hủ hết. Cây này nó được cái. Ơ nhìn cái ngọn nhỉ, cái quả phúc với cái chỗ ngọn nó rất đẹp. Ờ đấy, cái như con phượng ấy. Trên rất hiệu. Vẽ này thôi đã nhìn đã thích rồi nhỉ. Đấy. Nhìn rất phẳng. Rất là nhiều chi tiết khó, rất nhiều chi tiết điệu. Mềm mại, cái các cụ ngày xưa làm rất đơn giản. Lạ ra tận răm này. Nuôi lâu lắm. Đấy, tận dụng mọi thứ. Đấy, sang xem cây này nữa. Ông Tình mua cây này nữa. Đấy, cây này là cây này không mới lấy. Rồi lấy của cái này là, cái này là lấy của Tài ấy.
tại Ruby. Hưng Yên ấy. Tại bưởi Ruby. Tại. Cây đẹp đấy. Đẹp. Cây này á, thần thần thái phết. Ui. Cây này dáng nó thích không? Chắc vậy anh nhỉ. Vâng. Già nhê, nó cũng già ghê gớm, lẫn đá luôn này. Đấy. Đây, cái sùi này giờ u này đẹp đấy anh nhỉ, chứ không bệnh đâu, không phải không? Lu ấy to là lu lên cái này, cái này lu tự nhiên đấy, lu tự nhiên lu đẹp già lắm. Cái này cũng người ta kê mà là hướng đông hướng tây, đây hướng tây này, cái này chắc là hướng tây này, nắng buổi chiều nó mặt kia lại rất đẹp. Cái này có đẹp lắm không? Mặt này thì hơi bị cháy. Về này gọn à, đẹp thì dễ bán, đẹp thì khó giữ các cụ ở thế. Sở hữu nhưng mà thôi cầm cầm tiền trước cũng được. Cũng được. Mình lại đi mua lại được việc làm. Có việc làm, có việc làm lại có tiền đi mua cây khác. Còn sao đừng có mua những cái cây mà nó bệt nhất vào này em lại không có việc. Thật. Nó bệt trong cây này. Cây này nó dáng nó thích lắm. Mua bệt hết đá này để lấy đông được việc. Mua cây nó phải kiểu nó mịn tích. Hoang hoang một tí đúng không? Bí thì còn có việc cứ bệt. Cây sạch mịn lần này hết cửa rồi. Còn lại là anh Hoàn là không có việc, không có cửa để làm việc cái này rồi. Cây này có cái nét của cái cổ ngọn với cái quả phúc này lên rất hay. Mà cái này nó là kiểu một cây tự nhiên chứ cây tự nhiên. Phúc. Nếu không ra quả gì mà không ra bố cục. Nhưng mà cây này có cái cành phong phía sau đẹp lắm nhá anh Hoàn ạ. Đúng rồi. Nó bay nó như là cái đám mây lờn vờn phía sau đây, như bức tranh thủy mặc là... vẽ mà nó đỡ. Đây là hai ông hai ông tiên đánh cờ. À. Còn đây là cái tiểu đồng nó ngồi nó hầu. À. Đấy chà. Thảo nào. Là bay lượn lắm. Thảo nào bay lắm. Quá hay luôn. Chơi cái này nó nhản lắm. Hay đấy. Nó phải cháy cháy này xong nó đậy vào nó cây mới đẹp. Chứ không có nắng, có gió, không có cháy này thì làm sao mà thì da nó dày lên được. Đấy, nó hay nắng quá, nhiều, hay quá. Đốt nó dày da lên. Giả. Giả kinh khủng, vết vết. Đẹp, chỗ này. Hồi gần khu này đẹp. Đấy. Giá trị tiền đây, tiền mà không nói nhiều về tiền nữa, người ta lại chửi cho đây là đam mê. Chỉ với tầm tuổi như ông Tình, như ông Thọ này mà vẫn còn đam mê như này mình, thì... nhưng mà được cái hay là các cụ nhà bảo mình tồn là... đây là mình bảo tồn những cái lét cổ, những cây cổ có một thời kỳ người ta cắt hết về lùn lực. Nhưng mà cái thú những chơi... cây là còn sót lại là những cây đẹp mà nó tiếc là không cắt. Được. Chỉ còn lại hoặc là cây xấu quá thì không để ý. Cần một thời gian là người ta cắt hết. Vâng. Cây này mà nhìn cái cây này mình có cảm giác gì đấy, nó rất là thư thái nhỉ. Ừ. Đúng chất của cái người chơi cây chuyên nghiệp. Đúng rồi. Và người đam mê thực sự. Mà nó không cảm giác là sâu bồ, nó không cảm giác tranh nhau, không cảm giác ganh tị, không cảm giác như thù hằn, không cảm giác như là đang kiểu mình chơi ganh ghét. Nó phải bây giờ tao nhã, nhìn nó tao nhã nhân văn như này, để tìm lại những cái cảm giác nó tĩnh lặng đấy, nên là chưa bây giờ mà chơi cây mà cứ mỗi lần ra nhìn cây nó lại quán cây thư thái đấy. Ừ, nó cũng giống như cuộc sống hiện nay đúng không? Chơi cây nó cứ rụt rịt giống, hoặc là chơi cây theo kiểu dạng nó tranh nhau cái sang kiểu nó gò bó, nó cứng nhắc, xong nó kiểu dạng như cứ phải gồng mình lên vì để chơi ấy, thì nó mất hết các cái tính nhân văn ghê gớm thôi. Đúng, bị biến đấy chất là... nhiều quá trong cái thú chơi. Nó đấy không còn không cái thôi. Sự trong sáng nữa, nó không còn cái sự tao nhã nữa. Nó không còn một cái gọi là cái gì đấy đúng chất, nó gọi là chơi cây, chơi cây, chơi đá, chơi chim nữa để mà hưởng thụ nữa. Chơi cây bây giờ chỉ tao hơn mày, tao đúng phải rồi. Hơn mày. Không hơn mày tao không chịu. Đúng rồi. Không như đến một lúc nào đấy cũng quay lại như các cụ chơi ngày xưa. Ờ đấy, đây là các cụ đang chơi đây này. Chơi. Đây các cụ nó đang phải chơi đạt đến cái độ tích. Thế nhưng mà hai nữa là tư tưởng mà chơi thâm thúy, chơi nó sâu sắc, chơi nó nhân văn,
Chơi là chỉ để chơi thôi, chơi thì ngắm cái đẹp và thưởng lãm cái nghệ thuật của nó và cái sự tinh tế của nó, cho con người ta cái sự thảnh thơi, thanh thản, an nhiên, tự tại để còn sống được thọ chứ, sống được lâu chứ, vui vẻ, điền viên với gia đình, con cháu. Chứ chơi mà cứ phải cay cú thì chắc là chơi thế cho nó khổ đời rồi, đúng không? Chưa, không chưa cây làm gì có ai đến nhau mình à. Đấy, ở chơi cây này cái suốt ngày tiếp khách vui lắm, vui sướng. Chúng ta hãy tìm lại tìm cảm xúc để chơi từ những cây xanh cổ như thế này và học cách chơi như ông Tình, không có xô bồ, không có phức tạp, mọi thứ đầu óc thoải mái, đơn giản, nhẹ nhàng. Đấy, hình dung ra được những cái hình thái để mà tưởng tượng con người cảm thấy nó yên bình. Rồi, cảm ơn. Trên cái tầm này còn hơn thua gì nữa. Hơn thua, đấy. Xã hội giờ hơn thua quá. Mọi cái hư danh bây giờ nó chả có ý nghĩa gì. Thôi, tạm biệt các thầy. Rồi. Cảm ơn nhá. Các bạn đi tiệm. Thích cái cây nào của ông Tình thì cứ đến ngắm. Đừng nói đến tiền.